Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giải bài tập số 48. Hãy đếm số lượng chữ số của số nguyên dương n. Ở đây thì mình sẽ đưa ra một số cái ví dụ nhỏ thôi ạ. Ví dụ n bằng 1, 2, 3, 4, 5. Đấy. Thì số lượng chữ số là 1 này. Mình sẽ tách từng số ra và đếm. Đấy, 1 2 3 4 5 luôn. Vậy là sẽ có 5 số. Đấy. 5 chữ số, xin lỗi các bạn. Rồi. Vì sao lại 5 chữ số thì các bạn sẽ tách từng số của chữ số của số n này ra, sau đó đếm luôn. Đấy, cứ sau một lần tách thì chúng ta sẽ tăng cái biên đếm lên một đơn vị. Đấy. Và sau đây thì mình sẽ đi vào giải cái bài tập này. Ở bài tập này thì mình đã viết sẵn cái đoạn code ở đây để chúng ta có thể tiết kiệm được cái thời gian, đúng không ạ? Đầu tiên mình sẽ cần phải khai báo một số cái thư viện cho nó, Studio, Conio và Math đấy. Và sau đó sẽ đi vào cái hàm main. Và trong hàm main này thì mình sẽ khai báo biến toàn cục đấy, là n, và sau đó sẽ khai báo một cái biến là số chữ số, đúng không ạ? Rồi mình sử dụng cái câu lệnh do while. Nó sẽ ở trong cái câu lệnh do này thì nó sẽ in ra màn hình yêu cầu chúng ta nhập n, và sau đó scan để nhận giá trị n từ bàn phím và xuất ra màn hình, đúng không ạ? Và cái while này chính là cái biểu thức điều kiện, nó sẽ làm xong cái những cái đây câu lệnh print scanf này, sau đó nó sẽ mới kiểm tra điều kiện while. Đây mình sẽ tạm nói như sau. Với cái n này bên 0 và print lỗi n phải lớn hơn hoặc bằng 0. Đó. Thì đây thì mình sẽ nói kỹ như sau. Trong khi mà cái n này nó bên 0 thì nó sẽ in ra là lỗi và yêu cầu chúng ta nhập lại cái số n này. Đúng không ạ? Bởi vì cái n này nó phải lớn hơn hoặc bằng 0. Đấy. Nên là với n này bé hơn 0 thì nó sẽ không ra kết quả đúng. Và lúc đó thì sẽ khởi tạo cái giá trị số chữ số này sẽ bằng 0, đúng không ạ? Đấy, khởi tạo cho nó bằng 0. Và tiếp tục thì sẽ sử dụng một cái câu lệnh if. If đây tức là gì? If bằng bằng 0. Thì mình sẽ nói như sau. Cái if n này bằng bằng 0 tức là nếu như mà cái biểu thức ở trong này đúng không ạ? Đấy, tức là n mà nó bằng 0 đúng. Mà đúng thì nó sẽ in ra số chữ số sẽ là bằng 1, đúng không ạ? Và trong khi đó thì mình sẽ sử dụng một cái vòng lặp while với cái biểu thức điều kiện của nó là n này nó phải khác 0, đúng không ạ? Thì lúc đó nó sẽ in ra chữ số chẵn sẽ bằng số chữ số sẽ bằng số chữ số cộng 1. Và ở đây n sẽ bằng n chia cho 10. Vì sao lại vậy? N bằng n chia cho 10 tức là nó sẽ trích xuất từng cái chữ số của cái số n ban đầu, đúng không ạ? Rồi. Thì chỉ có việc tách xếp như vậy. Tách để trích xuất như vậy thì mới có thể làm được cái bài tập này. Và sau đó sẽ là một cái câu lệnh print. Trong câu lệnh print này thì mình sẽ in ra màn hình là số chữ số là phần trăm d và số chữ số. Số chữ số lúc này thì nó sẽ được lấy kết quả từ ở đây. Đúng không ạ? Và sau đó sẽ truyền đến đây. Rồi. Và sau đó sketch và return. Mình sẽ chạy cho các bạn xem. Ở đây mình sẽ nhập là 1, 2, 3, 4, 5 luôn ạ. Như cái ví dụ này thì nó sẽ in là 5, đúng không ạ? Để xem nó sẽ in ra kết quả như nào. Đấy, thì nó đã in ra là kết quả là số chữ số là 5, đúng không ạ? Đấy. Mình sẽ thử với một cái ví dụ khác. Ở đây mình nhập là 1, 1, 2, 1, đúng không ạ? Thì nó vẫn in ra kết quả là 4, đúng không ạ?
Đấy. Nó không quan tâm tới việc là số các chữ số đó, các chữ số ở trong cái số đó nó giống nhau hay là khác nhau đúng không ạ? Nó chỉ biết là tổng cộng có bao nhiêu chữ số thôi. Rồi. Thì trên đây là cái bài tập dạy cách đếm số lượng chữ số của số nguyên dương n. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.